Kính chào bà con, cô bác, anh chị em, bạn bè nhé. Hôm nay ngày mới, chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là nhiều lộc lá, an lành. Mọi người xem kênh ô tô be của cửa hàng nhà em thì nhớ bấm đăng ký kênh giúp em nhé. Để em sẽ đăng nhiều clip nữa để mọi người xem xe và tìm hiểu về xe, mình hiểu biết hơn về xe để sau này mỗi khi mình muốn có nhu cầu muốn mua thì mình cũng dành xe hơn ạ. Bây giờ em và em giới thiệu với mọi người một ít dòng xe 150 nhé. Cửa hàng nhà em ở nằm trên đường DT743 khu phố 2 An Phú Thuận An ạ. Đến cách vòng xoay An Phú 500m, mọi người có thể đến vòng xoay An Phú thì alo cho em số điện thoại 0977428669 ạ, thì em sẽ hướng dẫn đường cho mọi người chạy một đoạn nữa nhé. Bên cửa hàng nhà em là có hỗ trợ trả góp, lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn ạ. Đây là cái hàng xe 150 và Winner nhà em nhé. 150 thì nhà em thường có rất là nhiều giá. Bữa nay hiện tại cửa hàng rẻ nhất là 26 triệu ạ. 26 triệu có chiếc dựng ngay trong nhà. Còn đây là chiếc màu cam. Đó, màu cam này cũng giá cũng chung chung thôi ạ, 29 triệu thôi. Còn trong này có một chiếc màu xanh GB em bán với giá là 27 triệu nha mọi người nhé. Xe đăng ký năm 2017. Chiếc trắng này thì bên em bán với giá là 29 triệu 500 ạ. Đó, còn chiếc Winner này thì em bán với giá là 27 triệu thôi. Bên cửa hàng em có hỗ trợ mọi người rút hồ sơ sang tên đổi chủ nhé. Nên là mọi người có nhu cầu mua xe thì cứ ghé cửa hàng nhà em tham khảo ạ. Chiếc 150 màu đen nhám xe 27-28 này thì giá bán là 32 triệu nhé mọi người nhé. Chiếc 150 MX kinh đỏ này thì em bán với giá là 34 triệu. Đó, có hỗ trợ rút hồ sơ sang tên đổi chủ cho mọi người. Chiếc xanh MX kinh thì em bán với giá là 34 triệu 500 ạ. Đó, bên này có một chiếc đỏ đẹp. Chiếc xe đỏ này thì đời cuối năm 2017 em bán với giá là 29 triệu. Xe tất cả các dòng xe lớn tiền thì em đều chính chủ hết nhé. Mọi người mua bán em có thể hỗ trợ mọi người rút hồ sơ sang tên đổi chủ ạ. Bên này có một chiếc 150 đen nhám xe 28 bán giá với giá là 32 triệu nhé mọi người nhé. Đó, đây là 150, cửa hàng nhà em hiện tại bây giờ là còn rất nhiều ạ. Thế nên mọi người muốn mua dòng xe nào mọi người cũng có thể ghé xem và tham khảo nhé. Cửa hàng của nhà em là cửa hàng xe máy Việt Thái, nằm trên đường DT743 khu phố 2 An Phú Thuận An Bình Dương, cách vòng xoay An Phú 500m. Có gì mọi người tới đó thì alo cho số cửa hàng nhà em nhé, 0977428669 ạ. Rất là nhiều dòng xe luôn, mọi người có thể tham khảo để tìm hiểu dòng xe nhà em nhé. Cứ ghé cửa hàng coi, rất là nhiều dòng xe nhé. Đó, cửa hàng có hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp. Mọi người chỉ cần hộ khẩu và chứng minh là có thể làm thủ tục được rồi nha. Hộ khẩu chứng minh, nếu mà mọi người không có hộ khẩu gốc thì mọi người có thể cầm theo bằng lái xe và chứng minh thư. Các bạn trên 20 tuổi không có nợ xấu là xét duyệt hồ sơ trong vòng 30 phút thôi ạ. Rất là nhanh. Đó, hồ sơ bên bọn em là thủ tục trả góp rất là nhanh luôn. 150 bữa nay cửa hàng còn rất là nhiều nhé. Trong kia còn một chiếc là 26 triệu với lại còn chiếc nữa là xe 2020. 2020 đây ạ, em giới thiệu cho mọi người chiếc 2020. Em bán với giá là 38 triệu. Đó, xe rất là đẹp, đẹp như mới luôn mọi người ạ. Đó, xe đời nào cũng có lắm. Nên là mọi người có nhu cầu thì cứ ghé cửa hàng em ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người nhé. Mọi người nhớ xem kênh YouTube của em, mọi người nhớ bấm đăng ký giúp em cái nhé. Bấm đăng ký kênh giúp em cái để mỗi lần em lên clip là mọi người có thể xem và theo dõi được nhá. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành.